Hey, xin chào các bạn. Đây là một trong những cái video trong chuỗi video về các loại sản phẩm tài chính. Thì tôi tin rằng là khi mà chúng ta bắt đầu sự nghiệp đầu tư cho tương lai của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải có những cái nhìn rất là tổng thể về các loại tài sản. Và ở đâu đó thì các loại tài sản đều có điểm chung. Thế nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái khả năng sinh lợi nhuận cũng như là rủi ro của mỗi loại tài sản thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta biết được rằng thời điểm nào và bao nhiêu tiền mà chúng ta nên đầu tư vào các loại tài sản khác nhau. Vậy cho nên là trong cái video này đầu tiên thì tôi sẽ đi đến một loại tài sản rất là cơ bản, đó là trái phiếu. Vậy thì trái phiếu là gì? Mà tại sao founder của quỹ Vanguard, John Bogle, một trong những quỹ ETF lớn nhất thế giới với tổng tài sản lên đến tận 6.700 tỷ đô mà ông ta lại cho rằng khi mà chúng ta đầu tư vào một tài sản cho cá nhân hoặc là lâu dài trong tương lai thì chúng ta nên chia tài sản thành 50% cổ phiếu và 50% trái phiếu? Và tại sao Ray Dalio khi mà xây dựng ra một cái tệp tài sản gọi là tệp tài sản có thể chịu được mọi loại thử thách của thị trường thì ông ta cho tận những 55% cái số lượng tài sản đó là trái phiếu? Vậy thì chúng ta sẽ đi vào ngay để hiểu được trái phiếu là gì nhá. Đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ đi qua cái định nghĩa của sách vở của ngành tài chính về trái phiếu. Trái phiếu là một loại chứng khoán ghi nợ được phát hành bởi một tổ chức cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác, và cái người mà phát hành thì có cái nghĩa vụ phải trả cho cái người mua trái phiếu cái khoản gốc và khoản lãi hàng năm, và cái khoản gốc thì sẽ trả được sau một cái khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào cái thời hạn của trái phiếu. Tại Việt Nam thì thời điểm hiện tại sẽ có các loại trái phiếu từ khoảng 8 đến 12, thậm chí có những trái phiếu trả tận những 15% một năm, và cái thời hạn thì có thể rất là ngắn, có thể là 1 năm, có thể là 3 năm, thậm chí là có những trái phiếu rất là dài hạn của chính phủ chẳng hạn thì họ có thể bán đến tận 10 năm hoặc 20 năm. Vậy thì khi mà chúng ta nói về trái phiếu thì chúng ta hiểu một cách đơn giản, đó là khi một tổ chức muốn vay tiền của các tổ chức khác hoặc của một cá nhân nào đó để thực hiện cái mục tiêu kinh doanh của họ trong tương lai, họ phát hành trái phiếu. Vậy thì trái phiếu này sẽ được sử dụng như thế nào? Trái phiếu thì giống như một khoản vay để công ty đó xây dựng, tiếp tục xây dựng cái mô hình kinh doanh của họ hoặc là xây dựng một dự án nhất định. Và theo luật pháp ấy, thì khi mà một công ty không có khả năng trả nợ thì công ty đó buộc phải phá sản, và việc đầu tiên cái công ty đó phải làm đó là thanh lý tài sản để sau đó trả nợ được cho những người mà họ vay trước khi mà họ thậm chí trả cho cổ đông của họ. Đó cũng là cách mà chúng ta hiểu về rủi ro của trái phiếu. Vậy thì đây là đến mục thứ hai, là đến rủi ro của trái phiếu. Vậy thì trái phiếu rủi ro nó nằm ở cái việc uy tín của cái nhà phát hành trái phiếu và cái tài sản mà cái nhà phát hành trái phiếu đó sử dụng để làm cái tài sản thế chấp cho trái phiếu. Đầu tiên ấy thì hiểu một cách rất đơn giản, các công ty nào được đánh giá càng cao, các dự án nào được đánh giá càng an toàn thì cái trái phiếu đó càng an toàn, và đồng nghĩa với việc đó đó là cái lãi suất trái phiếu đó sẽ càng thấp. Vậy cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng giá trái phiếu của Việt Nam chẳng hạn thì những cái công ty nào mà càng uy tín thì cái lãi suất trái phiếu của họ càng thấp. Đến đây thì có lẽ là một số các bạn sẽ hỏi tôi rằng là vậy thì nếu mà công ty đó làm ăn rất là tốt rồi, họ đã có lãi rất là tốt, vậy thì tại sao họ lại không lấy tiếp cái số tiền của họ đang sản xuất ra để họ có thể tập trung vào sản xuất? Tôi nghĩ rằng là khi mà phát hành trái phiếu thì một công ty sẽ có hai mục đích chính. Thứ nhất ấy, là muốn là huy động vốn nhiều hơn thay vì cái việc là phải bán cổ phiếu ra ngoài với mức giá cao để họ không bị mất cái quyền sở hữu của công ty đó. Và cái thứ hai đó là nếu mà một dự án nó mang tính chất rủi ro một chút thì họ sẽ muốn bán trái phiếu ra để họ giảm thiểu cái rủi ro của cái dự án đó. Vì vậy cho nên là khi mà công ty phát hành trái phiếu thì chúng ta sẽ phải rất là tìm hiểu rõ về cái bản chất của cái trái phiếu đó phục vụ cho việc gì. Ý thứ hai của cái việc rủi ro trong trái phiếu ấy, đó là tìm hiểu về tài sản nằm ở dưới trái phiếu, tức là cái tài sản mà sử dụng để làm tài sản thế chấp cho trái phiếu đó là gì. Và nếu mà các bạn đi mua trái phiếu và các bạn không nắm được cái thông tin này thì tôi nghĩ rằng đó là một cái quyết định khá là rủi ro. Các bạn có thể hỏi bạn môi giới, bạn có thể hỏi nhân viên tư vấn là cái tài sản để thế chấp cho cái trái phiếu đó là gì. Thì một số loại trái phiếu sẽ được thế chấp bởi cái chính cái mô hình kinh doanh của công ty đó, thì chúng ta sẽ phải đánh giá xem là công ty đó liệu nó có đang hoạt động tốt hay không, công ty đó liệu có gặp rủi ro về thị trường hay là rủi ro về kinh tế trong năm tới hay không. Hoặc là có một cái cách khác, đó là các công ty có thể thế chấp những cái trái phiếu đó bằng tài sản họ đang có. Vậy thì chúng ta sẽ xem là cái tài sản đó, cái tính pháp lý của nó đến đâu. Ví dụ như là các công ty phát triển bất động sản thì họ có thể phát hành trái phiếu và họ thế chấp bằng chính cái mảnh đất mà họ đang phát triển dự án đó. Chúng ta sẽ có thể đánh giá được cái rủi ro của cái việc mua được cái trái phiếu đó hay không. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái việc là vậy thì trái phiếu dành cho ai? Trái phiếu thì là một sản phẩm không quá dễ đầu tư đối với những người nào mà có một cái số tiền rất là thấp. Cổ phiếu bạn có thể đầu tư một số tiền rất là thấp, chỉ cần với vài triệu đến vài chục triệu các bạn đã có thể đầu tư được vào cổ phiếu rồi. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể đầu tư vào các sản phẩm rất là nhỏ, ví dụ như là tiền ảo, chỉ cần với vài trăm nghìn, vài triệu các bạn đã có thể mua tiền ảo rồi. Thế nhưng mà đối với trái phiếu thì nó không có một cái số tiền đầu tư thấp như vậy.
các loại trái phiếu thì thường là sẽ có một cái mức đầu tư tối thiểu nào đó. Có một số loại trái phiếu thì chỉ các bạn chỉ cần 10 triệu thôi, nhưng mà có những cái loại trái phiếu thì các bạn cần phải đầu tư ít nhất khoảng tầm 100 đến 500 triệu. Vậy cho nên là trái phiếu không quá dễ để chúng ta đầu tư với một số tiền nhỏ. Ngoài ra, trái phiếu cũng có một mức lợi nhuận khá là cao so với lãi suất gửi ngân hàng. Ví dụ như là tại thời điểm hiện tại thì lãi suất gửi ngân hàng chỉ khoảng 6%, thế nhưng mà nếu mà các bạn đi mua trái phiếu thì các bạn có thể lợi nhuận lên đến 8% đến tận 10-11%, tùy thuộc vào cái đợt phát hành và công ty phát hành. Thế nhưng mà đầu tư trái phiếu, cái lợi nhuận có thể trong ngắn hạn nó sẽ ngắn hơn đầu tư vào các loại sản phẩm khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ không thể lãi bằng một cái sản phẩm bất động sản đang sốt được. Vì vậy cho nên là thường là trái phiếu họ sẽ dùng là một cái sản phẩm rất là cơ bản để làm cái nền tảng cho một cái tệp đầu tư tài sản. Và để đầu tư vào tệp tài sản này thì các bạn sẽ phải bỏ ra thời gian để nghiên cứu. Các bạn sẽ phải hiểu được cái rủi ro của trái phiếu so với ngân hàng là gì. Và khi mà đầu tư vào trái phiếu thì nên chọn những công ty nào với những loại tài sản đảm bảo như thế nào thì chúng ta mới có thể đầu tư được. Vậy cho nên là tôi sẽ khuyên là những người nên đầu tư trái phiếu là những người có hiểu một chút về tài chính, hiểu một chút về cách vận hành một doanh nghiệp, để họ có thể cảm thấy an tâm hơn khi mà họ đầu tư vào trái phiếu, thay vì là họ đầu tư vào ngân hàng, hay là nói cái khác là họ gửi tiền tiết kiệm. Và đối với tôi là một người đã trải qua cái quá trình đầu tư vào tài sản bản thân khá là lâu rồi, thì tôi rất là tự tin khi mà tôi tập trung khoảng tầm 40-50% cái tệp tài sản của tôi sẽ đầu tư vào trái phiếu. Và hiện tại thì tôi gần như là không tiết kiệm một chút nào cả. Trái phiếu cũng có thể là một cái nơi đầu tư ngắn hạn, trung hạn, khoảng tầm 1-2 năm trong khi mà các bạn đang đợi cái cơ hội của thị trường đến. Ví dụ như là thời điểm hiện tại thì đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là thị trường chứng khoán đang khá là cao, thị trường vàng đang khá là cao, thị trường bất động sản thì khá là khó đoán. Vì vậy cho nên là tại thời điểm hiện tại thì khoảng tầm 70% cái tệp tài sản của tôi sẽ nằm ở trong trái phiếu. Và tôi sẽ chia nó thành những cái trái phiếu khác nhau. Có những trái phiếu đáo hạn vào tháng 10 năm nay, và có những trái phiếu là đã vừa đáo hạn xong rồi, và tôi có thể là mua trái phiếu tiếp, hoặc là tôi sẽ gửi một số cái sản phẩm hỗ trợ lãi suất khác. Mà có thể là tại một thời điểm nào đó khác thì tôi sẽ chia sẻ tiếp về những cái sản phẩm tài chính đó. Vậy thì đến cuối cùng chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó là, vậy thì mua trái phiếu ở đâu? Tại Việt Nam thì có rất nhiều công ty chứng khoán, ví dụ như là VPS, ví dụ như là TCBS, ví dụ như VNDirect. Các bạn đều có thể mua trái phiếu tại những cái công ty đó. Và khi mà chúng ta mua trái phiếu thì chúng ta sẽ chỉ cần để ý đến một vài thứ. Thứ nhất là giá các bạn mua vào, phí bán ra và lãi suất của trái phiếu đó so với cái giá mà bạn mua vào. Đối với tôi thì việc mua trái phiếu trên Techcombank thì nó sẽ khó hơn một chút đối với những người mà chưa có kinh nghiệm đầu tư. Vì Techcombank thì họ sẽ cho một cái hệ thống mà các bạn có thể tự đặt giá bán khi mà các bạn bán trái phiếu của bạn. Và nếu mà các bạn không thực sự hiểu về cách định giá trái phiếu và cách tính cái trái phiếu đó vào thời điểm hiện tại nó là bao nhiêu, thì sẽ khá là khó để các bạn có thể tự đặt được trái phiếu. Vì vậy cho nên nếu mà các bạn mua bán trái phiếu ở trên Techcombank thì các bạn tốt nhất là nên có một người bạn rất là hiểu về tài chính để có thể tư vấn cho các bạn, hoặc là nói chuyện trực tiếp với môi giới để có một cái giá tốt nhất. Nếu mà không thì các bạn sẽ có thể dễ dàng bán cái trái phiếu đó lại cho Techcombank với một cái giá mà các bạn sẽ bị lỗ. Và nhiều khi là các bạn bị lỗ 2-3% thôi, nhưng mà đó sẽ là một cái đề lớn nếu mà chúng ta đầu tư liên tục và chúng ta đầu tư với một lãi suất lũy tiến qua nhiều năm. Đối với cá nhân tôi thì tôi đầu tư tại VNDirect vì tôi thấy là cái giao diện nó khá là đơn giản và dễ dùng. Tôi biết rằng là cái giá tôi mua vào là bao nhiêu, cái giá tôi bán ra được là bao nhiêu, và luôn luôn cũng có một người môi giới có thể luôn luôn giúp tôi hiểu được cái sản phẩm khi mà tôi hỏi. Vì vậy cho nên là đối với tôi thì VNDirect khá là dễ sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ phải có một cái điểm, đó là tại mỗi cái công ty chứng khoán hay là tại mỗi cái công ty về bán trái phiếu khác nhau ấy, thì họ sẽ có những cái trái phiếu khác nhau. Vậy cho nên là khi mà chúng ta muốn tìm hiểu để mua một cái trái phiếu thì dù ở đó có dịch vụ khách hàng tốt như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn nên bỏ ra thời gian để chúng ta nghiên cứu xem là mỗi cái loại trái phiếu của các công ty đó phát hành thì nó khác nhau như thế nào để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định tốt nhất. Và vừa xong là tôi đã chia sẻ cho các bạn các cái key để chúng ta có thể đầu tư vào trái phiếu. Và nếu mà các bạn đã hiểu thì các bạn sẽ có thể tự tin giống như là các nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới, giống như là Ray Dalio, giống như là John Bogle. Các bạn đều có thể tự tin để đầu tư đến tầm khoảng 40-50% cái tệp tài sản của mình vào trái phiếu. Và chúc bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn tại những cái serial video tới khi mà chúng ta nói về những sản phẩm tài chính khác. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.